bấm. Kính thưa Hòa Báo, sư cô và quý nhân dân, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2017, tại khoa phẫu thuật tim bệnh viện nhân dân gia đình do bác sĩ Hùng Linh Thành chủ khoa. Cháu Bùi Chí Bảo này là ở Đồng Viền thuộc tỉnh Kiên Giang. Gia đình anh chị rất là khó khăn, anh chị làm hồ, chị trước đi làm mướn, mà bây giờ có cháu bé nhỏ cho nên ở nhà để trợ thôi. Nhưng mà cháu là bị bệnh tim bẩm sinh, cháu bị rất là nặng. Cái hội chẩn của cháu là bị thâm liên thất, hở van hai lá nặng, hở van ba lá. Vì thế mà tối cháu không có ngủ được, cháu cứ thức thôi, ba mẹ phải canh cháu và thức, nhưng mà cứ phải đi bệnh viện ngoài. Vì thế mà cháu này là cần phải mổ sớm. Bác sĩ Bùi Đình Thành giới thiệu cho sơ để xin hội bác FHCCO và những cái anh em giúp đỡ cho cháu. Với chi phí mổ là có bảo hiểm thì 27-30 triệu. Vì thế mà tôi xin gửi đến bác sĩ cô và chúng ta thương can thiệp và giúp đỡ cho cháu để cháu có điều kiện chữa trị. Anh chị tên gì? Dạ, con tên Nguyễn Nhân Ngàn. Dạ, tên Đỗ Thị Bền. Con tên Nguyễn Chí Bảo. Con ở ấp nào, xã nào đó? Dạ, con ở ấp Cây Chôm, xã Bàn Thạch, huyện Nhân Viên, tỉnh Kiên Giang. Dạ. Đây, anh chị có làm điều gì? Dạ, làm mướn. Dạ, làm hồ đó con. Rồi một ngày bao nhiêu? Dạ, làm hồ ngày 180 rồi con. Cháu nó bị bệnh như vậy, anh chị thấy sao? Anh chị mong muốn điều gì? Muốn nhờ thiện để giúp đỡ cháu. Anh chị không có khả năng lo hơn. Anh chị được hai mấy cháu rồi? Dạ, được hai cháu. Cháu lớn đã được mấy tuổi? Dạ, được 8 tuổi. Rồi anh chị có đất đai, có nhà cửa được không? Dạ, có nhà ở không, là nền nhà ở không, có đất ruộng. Nền nhà là do nơi cha mẹ cho hả? Dạ, dạ. Rồi không có đất, phải đi làm mướn sống. Dạ. Cuộc sống của anh chị rất là khó khăn, đi làm mướn một ngày là bao nhiêu đó? Dạ, 180 ngàn. 180 ngàn mà phải nghe hoa cho vợ con bệnh. Thì cái sự mong muốn của gia đình đã là con muốn xin hội thương giúp cho cháu được bổ sống. Xin ghi nhận, sơ xin ghi nhận những hình ảnh này để gửi đến hội bác sĩ cô và những anh nhân can thiệp cháu sớm cho cháu. Cháu rơi bệnh rất nặng. Xin hết lòng cảm ơn hội bác sĩ cô và những anh nhân. Vâng, hiểu. Được dạy dạy sức khỏe ha. Rồi, con cũng xin cảm ơn sơ và quý anh nhân đã giúp đỡ con. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi.